Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày mai, vùng thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn về phía Đông, khiến cho Bắc Bộ trời nắng từ sớm, cường độ nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao. Ở các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng nắng nóng là 35-37 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, khu vực đồng bằng và ngay cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đều đạt ngưỡng 34-35 độ. Đối với các tỉnh là Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển Thái Bình và Nam Định được hưởng lợi từ gió biển nên nhiệt độ thấp hơn trong khoảng từ 32-33 độ. Ra đến ngày mai, vùng thấp phát triển mạnh hơn, nóng ở miền Trung sẽ mở rộng sang cả khu vực ven biển. Suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Quảng Nam đồng loạt xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Trong đó, những điểm như là Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và cả Nam Đông sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37-38 độ. Nóng cũng đang xảy ra trên diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Hình thái gây nóng là do khối không khí biển ổn định đang bao trùm hai khu vực. Ngày mai cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ. Khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông Nam Bộ là nơi có nhiệt độ cao trong khoảng từ 36-37 độ. Còn đối với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng cao trong khoảng từ 35-36 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3-4, nhiệt độ trong khoảng từ 26-33 độ. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa một vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3-4, nhiệt độ trong khoảng từ 27-34 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.